Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với vòng loại và đánh giá kế tiếp của SBTN Voice. Nhưng trong thử thách lần này, các em đã phải trình diễn một ca khúc khác với thể loại của mình. Đây là cái đánh giá để tìm hiểu xem khả năng, cảm nhận, sự đa dạng, phong phú của các bạn đối với một thể loại nhạc khác. Tối nay sẽ có 3 thí sinh phải chia tay với chương trình. Và sau đây, tôi xin mời huấn luyện viên của đội nhạc pop Hoàng, mời em bước xuống. Và người thứ hai là Avi. Em xin mời Phương Thảo chơi phần nhạc quê hương. Chị xin mời Annie. Và người tiếp theo là Lộc. Cảm ơn các em. Team trữ tình, anh mời Vũ Anh Thư. Và anh mời Quang Ngọc. Và sau đây là phần đánh giá của huấn luyện viên. Anh xin mời Mai Thanh Sơn. Những gì anh muốn nói với em thì chắc có lẽ là anh cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Cũng như là chị Bích Vân cũng đã có nói chuyện với anh hồi nãy một chút xíu, thì chị Bích Vân cũng muốn nhận xét về em. Sau khi mà mình làm việc với nhau đó thì chị có thấy là em có cố gắng rất là nhiều. Và thật sự là chị thấy giọng hát của em rất là đặc biệt. Chị thấy là cái dòng nhạc trữ tình thì một người hát nhạc pop mà hát được như em thì rất là tốt rồi. Nhưng mà có thể là phải cần thêm một tí thời gian nữa. Tới Hoàng, thật sự là cái phần trình diễn của em không được tốt nhất trong cá độ của mình. Và anh biết lý do là bởi vì em bị bệnh. Nó thực sự là làm cho cái khả năng của em nó bị hạn chế rất là nhiều. Thử cái ca khúc của em nó không được như những gì anh mong đợi. Xin mời Phương Thảo. Hình như theo như thường lệ là xong là mình phải eliminate. Bữa nay em sao vậy Sơn? Thực sự đây là cái điều khó khăn nhất đối với em ở giây phút này. Những lần trước em cũng đã làm việc này rồi, nhưng mà ngày hôm nay rất là khó cho em. Mặc dù anh rất mong đợi em rất là nhiều, nhưng mà phần trình diễn của em nó không được tốt bằng những bạn kia, thành thử là Hoàng ngày hôm nay em phải là người như vậy. Chúng ta move sang team quê hương. Lộc và Annie, các anh chị rất quý các em vì các em đã nghe những lời góp ý, các em đã thay đổi từng ngày. Chị sẽ nói với Lộc trước nha. Cái điểm tốt của Lộc là Lộc hát, Lộc cho chị một cái màu sắc của cái bài nó rất là unique. Tại vì em kết hợp cái chất quê hương của em vô nên nó có cái gì nó cũng ngộ ngộ là lạ. Nhưng chị mong là em lột xác được hơn thì em sẽ có nhiều đất diễn tốt hơn. Phần Annie, từ đầu tới giờ chị rất quý em vì em là một người cầu tiến. Nhưng mà rất tiếc là cái chất giọng của em á, như chị nói là em chỉ hợp ở phòng thu thôi. Khi em hát ở cái môi trường full band thì em sẽ bị ban nhạc đè em xuống vì cái giọng em không đủ cái power để em chiếm lĩnh cái không gian của sân khấu đó. Mình phải làm chủ sân khấu nên chị đành nói lời chia tay với em. Đây là một cái cuộc thi thì mình dĩ nhiên là phải chấp nhận với cái hoàn cảnh cũng như là cái thử thách mà chương trình đưa ra. Nhưng mà ước gì em được hát đúng cái thể loại của em thì em sẽ cam tâm hơn. Thì bên team trữ tình, anh Thư là một ca sĩ mà bị nhiều problem nhất. Và gần đây thì có những cái chuyện conflict ở trong gia đình, anh hiểu chuyện đó. Nhưng đây là cuộc thi. Giống như anh chia sẻ với em nhất nhiều lần là mỗi một vòng thi là mình chỉ có một cơ hội thôi. Cái vấn đề của em là em lựa cái bài hát nó hoàn toàn nó hợp chất giọng của em. Em rehearsal rất hay. Nhưng khi nhạc vừa mới action, em quên lời lần này là không phải là lần đầu tiên đúng không? Mặc dù là giọng hát của em là nghe vô là biết có tài năng. Và anh nói đó là một cái khuyết điểm mình phải khống chế em à. Quang Ngọc, em đã từng là một ca sĩ, em có cái khả năng giọng hát của em có đó. Anh expect là em phải giữ một cái miên man từ đầu đến cuối. Cái dynamic của em thì quá mạnh, nhưng mà khi mà em drop xuống thì nó nhẹ quá. Sorry Thư, anh phải chia tay với em mặc dù anh rất là quý mến giọng hát của em. Và bây giờ anh xin mời tụi em ý kiến một cái cảm nhận của tụi em. Nói cho vui thì ngay cái vòng mà mình hát cái sở đoạn của mình thì mình lại bị rớt. Thì em thì lại nghĩ là đến với cuộc thi này em được học rất là nhiều cái mà em nghĩ là chắc ra ngoài kia khó lắm mới có thể học được những cái này.
Em thì không có lấy cớ là mình bị bệnh. Tại vì đối với em, cho dù em bệnh hay em như thế nào, em sẽ vẫn cố gắng hát và thể hiện tốt trong cái cuộc thi lần này. Bây giờ nếu mà em thắng hay thua, hay là dù các bạn có như thế nào á, thì khi mà mình ra về, mình phải ngẩng cao đầu. Tại vì tụi em không phải là những người làm không hay, chỉ là những người thiếu may mắn cho nên mới ra về. Và chắc chắn người may mắn nhất, người xứng đáng nhất sẽ trụ lại với Team Pop. I can't do this. I can't do this. I don't think we can do this. This is not right. Tại sao? Thực sự em, thực sự là em xin phép các anh chị, em rất là tôn trọng các anh chị ở đây, nhưng mà em cảm thấy là mình không có thuyết phục. Trong lòng em bị cấn từ nãy đến giờ. Mặc dù em phải làm cái chuyện này, nhưng mà em rất là cảm thấy khó chịu trong lòng. Tại bởi vì cái vòng này là cái vòng mà các bạn phải hát cái bài nó không có đúng cái thể loại của mình. Anh đồng ý với Mai Thanh Sơn, nhưng mà Sơn nên nhớ một điều là trong cái chương trình mình đã đề ra là các em phải hát thể loại khác, cho nên mình phải tuân thủ theo cái rule đó. Mình có thể giữ các bạn lại để mà mình giành lại một cái vòng sau. Mình không thể nào giữ các bạn lại về bởi vì đây là khi chúng ta dựa trong cái kết quả hát một cái bài hát khác thể loại để mà loại thí sinh ấy, thì có gì đó không ổn. Giờ cái ví dụ đi, Sidan hát chiếc áo bà ba, rồi Phương Thảo hát bài rap của Tupac ấy, thì I think you guys should be safe. Thank you. Thank you anh. Thank you. Nếu như ai cũng có một cái lý luận như vậy thì chương trình mình từ đây tới cuối phải thay đổi tiếp nữa hả? Thôi bây giờ mình I need to talk to the director. I respect our decision today, but within inside of me, I don't feel right. Well, before these contracts were signed, everyone knows. I really feel so wrong inside of me. So either we fix this or I will step out of here and I won't be the part of the show anymore. The only way we could ever do this is if we had every coach agree and say that is the only way we can do this. Anh nghĩ để cho dân chủ và công bằng nhất là trong ba người coach chúng ta và hai vị khách mời đã theo dõi cái cuộc thi này thì chúng ta nên biểu quyết. Dạ, yeah, mình phải đồng ý không? Đi. Và nếu cái số đông biểu quyết không loại vòng này thì chúng ta sẽ giữ. Mà nếu số đông biểu quyết loại vòng này thì ba em nó vẫn phải ra đi. Ai đồng ý cái thể thức này nó không thật hoàn thiện để loại bỏ các em, và ai đồng ý giữ các em ở lại, đưa tay lên. Như vậy là mình thua chắc rồi. Mình quay ra đây Sơn. You got all set. Okay, anyway, chị cũng cảm ơn Sơn. Cảm ơn Sơn. They have to stay. Em có ơn chị không? They're so good. Chị biểu quyết cho em không được ở lại. Ok. Ok, fine. Ok, thì em cảm ơn Sơn nha. Về bao anh Sơn đi ăn chè nha. Ok, fine. Xin chúc mừng tất cả tụi em có thêm một cơ hội nữa để chứng tỏ tài năng của mình. Một ngày làm việc đã dài, các em về nghỉ ngơi, tại vì nhiều thử thách trước mắt và đang chờ các em. Xin chúc mừng tất cả 12 thí sinh vẫn còn nguyên ở đây. Hãy về nha, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Xin mời tụi em. Hãy cùng đón xem SBTN Voice được phát hình vào lúc 1:30 chiều Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 trên hệ thống truyền hình SBTN. Hãy theo dõi trang Facebook SBTN Voice để được cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình.